Tôi chợt nhớ ra có phần quan trọng hơn là giới thiệu đến quý vị cái phần này. Bây giờ chúng ta xem nhé. Trong vấn đề mà điều trị bệnh á, thì người xưa người ta có để lại chúng ta cái bát cơm. Cái tứ trận. Và cái bát pháp. Thì lần lượt chúng ta thử tìm hiểu xem là thế nào là bát cơm, thế nào là tứ trận và thế nào là bát pháp. Bát cơm thì người ta xét như thế này là âm dương. Lý biểu hàn nhiệt và hư thực. Đây là 8 cương lĩnh. Bát cương tức là 8 cương lĩnh. Kế đến là tứ chẩn thì chúng ta thấy người ta ghi là vọng, văn, tuấn và thiết. Về bát pháp thì người ta cho chúng ta biết là hãn, thổ, hạ, hòa, ôn, lương, tiêu và bổ. Các chữ cứ chéo đi rồi lần lượt tôi sẽ giảng cái phần này. Về bát cơm, 80 cương lĩnh mà người thầy thuốc phải nắm. Khi một người bệnh tới thì người thầy thuốc, người ta nhìn người bệnh, người ta đoán, chẩn đoán cái bệnh đó thuộc về cái gì. Bệnh thuộc về âm, bệnh thuộc về dương, bệnh thuộc về lý hay là biểu, bệnh thuộc về hàn hay là bệnh thuộc về nhiệt, bệnh thuộc về hư hay là bệnh thuộc về thực. Thì chúng ta đã biết rồi, âm, dương, biết rồi phải không ạ? Nghĩa con nói biết rồi. Lý, biểu, biết rồi phải không ạ? Hàn, nhiệt, biết rồi phải không ạ? Hư, thật, biết chưa? Chưa. Ai đã biết? Ai đã chưa biết? Chưa biết. Hư và thật. Hư có nghĩa là giả đúng không? Giả. Thật có nghĩa là chắc chắn. Rõ ràng, không có giả nữa. Thì cái mà gọi là giả đó người ta gọi là hư. Tôi lấy thí dụ. Bệnh nhân bị sốt. Bệnh nhân đến gặp thầy thuốc bị sốt. Thì cái sốt đó nó thuộc về cái gì? Thuộc về âm hay dương? Dương. Thuộc về dương. Cái sốt nó thuộc về lý hay là biểu? Biểu. Chúng ta coi lại chỗ này. Nếu cái sốt đó mà rờ bên ngoài, tay chân, trán mà nó nóng thì nó thuộc về cái gì? Biểu. Thuộc về biểu. Nhưng mà cái sốt thuộc về lý thì sao? Bệnh nhân khát nước, bệnh nhân đi tiểu nó mù nó nóng ha, hỏi đương nhiên là người ta sẽ hỏi rồi, phải không ạ? Rồi bệnh nhân cảm thấy nóng bức bên trong thì cái nóng đó nó ở đâu? Ở lý luôn. Rồi nó thuộc về nhiệt đúng không? Rồi bây giờ hư hay thực đó, xét xem cái nhiệt đó thuộc về hư nhiệt
hay là thực nhiệt. Nếu bệnh nhân nóng bên trong và nóng cả bên ngoài thì nó là gì? Nó là thực nhiệt. Nhưng nếu bệnh nhân chỉ ở bên ngoài nóng nhưng mà bên trong bệnh nhân cảm thấy lạnh run thì cái nóng ở bên ngoài nó thuộc về gì? Là hư nhiệt. Đó, còn như bên ngoài tay chân mà mình mấy nó lạnh nhưng mà bên trong người bệnh cảm thấy nó nóng thì cái lạnh ở bên ngoài nó là gì? Là hư. Cái nhiệt ở bên trong nó là gì? Nó cũng là hư luôn. Thực là như thế nào? Là bên ngoài và bên trong đều giống nhau thì gọi là thực. Thế thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là trong cái bát cương này đó, cái nào là quan trọng nhất? Các chị suy nghĩ thử xem. Quan trọng đây có nghĩa là gì? Là chúng ta lấy cái nào làm chính để mà chúng ta điều trị? Hư thực. Một ý kiến cho là hư thực. Hết luôn. Lấy biểu. Hết luôn. Lấy. Đây nha. Sự thật ra những cái này nó liên quan với nhau. Tất cả những cái này nó đều liên quan với nhau. Bây giờ cái này các chị hiểu rồi phải không ạ? Chút xíu đó tôi sẽ trở lại cái này để chúng ta xác định. Bây giờ chúng ta nói đến cái này. Tứ chẩn, chẩn tức là chẩn đoán. Nó có bốn cái nguyên tắc để mà chẩn đoán. Nhìn người bệnh thì người ta gọi nó là vọng. Vọng tức là nhìn bên ngoài. Văn tức là nghe người bệnh nói, nghe hơi thở của người bệnh, nghe đủ thứ của người bệnh. Vấn tức là hỏi, ông thầy sẽ hỏi và người bệnh trả lời. Thì trong vấn đề hỏi đáp như vậy đó, nó cũng có văn, nó cũng có vấn. Ông thầy hỏi bệnh lý như thế nào, bệnh lý nguyên nhân ra làm sao, từ đâu tới, bao lâu rồi, vân vân, ăn uống ra làm sao. Và vấn đề thiết tức là xem mặt, là cái cuối cùng. Thế thì trong bốn cái này, cái nào quan trọng nhất, cái nào cũng quan trọng hết. Vọng cũng quan trọng, tức là cái nhìn của người thầy đối với người bệnh, từ cái cách đi đứng của người bệnh đến gặp ông thầy, đi dáng điệu mệt mỏi hay là mặt mạo. Đó, cái hình sắc của người bệnh ra làm sao? Để làm gì các quý vị? Để làm gì? Để người bệnh xét xem bệnh âm hay dương, biểu hay lý. Cái nhìn nè, để phân chia cái bệnh đó nó thuộc về bệnh âm hay bệnh dương, bệnh lý hay bệnh biểu, bệnh thuộc hàn hay thuộc nhiệt, hư hay là thực. Cái văn, cái nghe để làm cái gì? Cũng để phân tích cái bệnh của nó thuộc về cái nào. Cái hỏi này là để minh xác thêm, rõ nghĩa thêm cho cái nhận xét của mình. Và cuối cùng là cái xem mặt, để quyết định được điều nhận xét của chúng ta là đúng hay là sai. Các chị hiểu cái này chưa? Nó liên quan với nhau. Người thầy thuốc xét bệnh, xem bệnh, đoán bệnh, mục đích để làm gì? Để phân chia âm dương, biểu lý, hư thực, hàn nhiệt, để mà đi tới cái vấn đề bát pháp, tức là cái điều trị. Ở trên mạng, ở trên internet hiện nay người ta phân tích rất là kỹ về vấn đề vọng, văn, vấn. Nhưng mà cái thiết người ta phân tích cũng kỹ lắm. Tuy nhiên, đối với châm cứu của chúng ta, chúng ta đi sâu vào vấn đề thiết. Tất cả đều là quan trọng, nhưng mà quan trọng trong vấn đề điều trị châm cứu là dùng xem mặt. Thì tôi sẽ phân tích về vấn đề mặt lý về sau này. Nhưng mà nhìn chung, các chị muốn tìm hiểu thêm về vọng, văn, vấn thì các chị có thể tìm hiểu những tài liệu trên internet. Ở đây tôi chỉ nói lướt qua cho quý vị nắm mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì như thế này là người thầy thuốc á, người ta mở phòng mạch, các vị bác sĩ, các vị đông y sĩ, người ta mở phòng mạch thì người ta có hồ sơ bệnh lý
của người bệnh. Thì trong cái hồ sơ đó là nó không có ngoài những cái bọc văn vấn. Cái này rất là chi tiết, tại vì hồ sơ của một người bệnh rất là kỹ lưỡng. Cho nên người đó, người thầy thuốc đó là phải phân tích cái nhìn của họ như thế nào, cái văn, cái nghe của họ đối với người bệnh làm sao, cái hỏi nó kỹ lưỡng như thế nào. Còn vấn đề chết huyết, cái mạch lý thì người thầy thuốc có ghi hay không ghi thì cái chuyện đó là chuyện của người thầy thuốc. À, rồi, các chị nắm được này chưa? Cái vấn đề hư thực, đây là cái điểm quan trọng nhất, cái mấu chốt quan trọng nhất để định bệnh. Cái nhìn của chúng ta đối với âm dương nó dễ bị sai, nó dễ bị lệch lạc. Chúng ta chẩn đoán qua cái nhìn của chúng ta nhiều khi chủ quan, mà chúng ta không có biết được đây là cái đó nó thuộc hư hay thuộc thực. Cái nghe của chúng ta cũng bị sai nữa, dễ bị sai lắm. Thành ra để phân tích âm dương biểu lý hành nhiệt nó cũng bị sai luôn, dễ bị sai lầm. Rồi cái vấn, cái hỏi của chúng ta nhiều khi nó thiếu, nhiều khi nó không đủ, nhiều khi nó dư nữa. Có những câu hỏi quý vị nhìn học trong sách vở không cần thiết, nhưng mà vì người thầy người ta có hồ sơ bệnh lý người ta phải hỏi, nhưng mà cái hỏi nó dư, nhiều khi tốn thời gian. Cái chủ yếu là chúng ta muốn biết hư hay thật là chúng ta xem mặt. Cái mặt lý rất là quan trọng quý vị, cái mặt nó không có sai, nó báo cho chúng ta biết bệnh nó thuộc hư hay là thuộc thực. Nhiều khi chúng ta hỏi người bệnh, nhiều khi họ mắc cỡ, người bệnh nhiều khi họ giấu, họ không có nói thật. Đó, thành ra cái điều trị của chúng ta nó dễ bị lầm. Mà muốn cho rõ ràng là người thầy phải coi mặt. Nắm được cái mặt lý thì cái người bệnh chúng ta hỏi người ta trả lời có dấu cỡ nào cho nó cũng loại ra bệnh hư hay là bệnh thực, biết liền. Bệnh hư là bệnh giả, bệnh thực là bệnh thiệt. Một người bị sốt đến chúng ta xem mặt, chúng ta biết cái sốt đó là thực sốt hay là hư sốt, hư nhiệt hay là thực nhiệt, chúng ta biết liền. Cái hư nhiệt chúng ta cách chữa khác, cái thực nhiệt chúng ta có cách chữa khác. Do đó cho nên cái vấn đề mạch lý rất là quan trọng quý vị, rất là quan trọng. Thật ra tôi đi rất kỹ về vấn đề mạch lý. Về sau này chúng ta xem mặt, chúng ta sẽ biết cách điều trị giữa vấn đề hư và thực. Các chị đồng ý không? Rồi, bây giờ hai cái phần này các chị nắm rõ rồi phải không? Bây giờ chúng ta qua vấn đề bát pháp. Có 8 phương pháp điều trị đối với người thầy thuốc hồi xưa. Đó là gì? Hán, thổ, hạ, hòa, ôn, lương, tiêu, bổ. Bây giờ tôi dạy nghĩa. Hán tức là làm cho ra mồ hôi. Làm cho ra mồ hôi gọi là hãn. Thổ tức là làm cho ói, nôn nó ra, ói nó ra, trục nó ra, gọi là thổ. Hạ tức là làm cho sổ theo đường đại tiện, tiểu tiện, đại tiện, người ta gọi là hạ. Hòa có nghĩa là làm cho trung hòa giữa âm và dương, giữa biểu và lý, giữa tạng và phủ. Cái sốt ở bên ngoài và cái sốt bên trong nó không hòa được thì người ta dùng phương pháp hòa.
cái lạnh ở bên ngoài, cái nóng ở bên trong, hoặc là